Ok, xin chào tất cả các anh chị, Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay họ sẽ giới thiệu với anh chị một indicator tốt nhất để mà xây dựng hệ thống giao dịch. Và cái indicator này nó đã trải qua hơn 100 năm backtest và tất cả những kết quả backtest đều đem lại kết quả rất là tốt. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng xem cái indicator này vào trong hệ thống giao dịch nó như thế nào và chúng ta kết hợp nó như thế nào nha. Chúng ta cùng vào video thôi. Có một điều rất là kỳ lạ trong cái thế giới hệ thống giao dịch đó là những cái hệ thống giao dịch mà càng phức tạp thì cái hiệu quả nó lại càng kém đi. Và ngược lại những cái hệ thống giao dịch mà nó càng đơn giản thì cái khả năng cái hệ thống đó tồn tại qua thời gian lại càng cao. Đó, cái điều đó rất là đúng anh chị. Đơn giản là vì sao? Vì một cái hệ thống phức tạp nó rất dễ rơi vào cái tình cảnh đó là quá khớp với quá khứ, quá rất là chính xác với quá khứ. Cho đến mức là ở tương lai chỉ cần nó thay đổi một chút xíu thôi là cái hệ thống nó bị trật đường ray liền. Còn đối với những cái hệ thống đơn giản á, nó rất là dễ phù hợp với quá khứ cũng như là ở hiện tại. Bởi vì nó quá đơn giản đi, thị trường nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng có thể thích ứng theo được. Thì cái indicator ngày hôm nay Hoàng muốn giới thiệu với anh chị là một cái indicator rất là quen thuộc, cực kỳ đơn giản với tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta đều, gần như là chúng ta đều đang bỏ qua nó bởi vì nó quá đơn giản đi. Đó, nó quá đơn giản nhưng cái khả năng kiếm được lợi nhuận của nó lại rất là cao. Thì đó là indicator nào? Thì đó là chính là indicator đường trung bình 200 ngày anh chị ha, đường trung bình rộng 200 ngày. Cái indicator này nó đã biến một cái tài khoản 100.000 đô thành 5 triệu đô từ năm 1965 đến năm 2020, trong khi tránh được nhiều đợt sụt giảm nặng của chỉ số S&P 500. Đấy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta nghiên cứu về một cái hệ thống giao dịch đó, là chúng ta thường phải so nó với một cái cột mốc, một cái benchmark nào đó để mình có thể biết được là cái hệ thống này nó có đáng giao dịch hay không, hay là chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào cái chỉ số S&P 500. Đấy, nếu mà cái hệ thống giao dịch nó đem lại cái lợi thế, cái lợi suất nó cao hơn so với cái chỉ số S&P 500 và nó có một cái sụt sụt giảm ít hơn. Đấy, sụt giảm ít hơn thì lúc đó chúng ta mới nên trade cái hệ thống đó. Còn nếu cái hệ thống đó mà nó đem lại cái hiệu suất chỉ ngang bằng thôi hoặc thậm chí là thấp hơn, trong khi cái sụt giảm nó ngang bằng hoặc là cao hơn, thì chúng ta không có cần trade cái hệ thống đó mà chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào một cái quỹ ha, một cái quỹ đánh theo cái chỉ số S&P 500 này là được rồi. Cái việc trade hệ thống nó phải như vậy chứ không chỉ đơn giản là có lãi thôi là được anh chị. Cái lãi của nó phải cao hơn so với chỉ số. Đấy, thì mới chúng ta mới nên giao dịch. Và cái dữ liệu này nó đã được backtest và kiểm chứng bởi công ty Medfaber, nó là một công ty nghiên cứu khá là uy tín trên thị trường. Đấy, như họ đã nói, đó là đường EMA 200 ngày. EMA 200 ngày. Và cái nguyên tắc đơn giản như thế nào? Đó chính là chúng ta sẽ mua vào chỉ số S&P 500 khi giá đóng cửa bên trên đường EMA 200 ngày và thoát lệnh anh chị ha, thoát lệnh, tức là mình đóng cái lệnh mua. Đấy, đóng cái lệnh mua khi giá đóng cửa dưới đường EMA 200 ngày. Và chúng ta chỉ thực hiện giao dịch mua thôi chứ chúng ta không thực hiện giao dịch bán khống. Cái nguyên tắc vào lệnh đơn giản như thế này nó lại đem lại kết quả như thế nào? Đây là kết quả backtest từ năm 1965 đến năm 2020 và nó biến một cái portfolio 100.000 đô ha, 100.000 đô nó biến thành một cái tài khoản 5 triệu đô. Vượt xa hơn nhiều so với cái việc là chúng ta chỉ mua vào và nắm giữ. Và chúng ta thấy cái đường cong vốn của cái portfolio này ha. Có những giai đoạn là anh chị thấy nó cái đường cong vốn nó nằm ngang nè, nó ví dụ chỗ này ha, ví dụ chỗ này hoặc là ví dụ chỗ này. Đó. Đố anh chị biết đây là những giai đoạn nào? Đó là chính là những giai đoạn mà cái giá ha, giá của chỉ số S&P 500 nó đóng cửa bên dưới đường 200 ngày. Đó là lúc mà cái hệ thống này nó buộc chúng ta phải thoát thoát lệnh và đứng ngoài, trong khi chỉ số S&P 500 vẫn còn giảm tiếp tục. Đấy, thì khi mà giá bắt đầu đóng cửa ngược lại trên đường EMA 200 ngày thì lúc đó hệ thống buộc chúng ta phải vào lệnh lại. Do đó, nhờ vào những lần mà chúng ta thoát lệnh, những lần mà chúng ta đứng ngoài thị trường khi mà giá đóng cửa bên dưới đường EMA 200 ngày, đó là lúc mà chúng ta thoát được những cái đợt sụt giảm nặng của chỉ số S&P 500. Như nhiều anh chị đã biết, cái hiệu suất trong đầu tư nó đạt được cái hiệu suất cao không chỉ đơn giản là vì chúng ta đạt được lợi nhuận cao mà chúng ta còn phải giữ được cái lợi nhuận đó khi mà thị trường giảm giá hoặc là khi mà thị trường rơi vào trạng thái không thuận lợi. Khi mà thị trường rơi vào trạng thái giảm giá mà chúng ta bị lỗ hoặc là chúng ta mất tiền thì khi mà thị trường thuận lợi trở lại chúng ta phải khởi đầu với một cái mức số vốn nó thấp hơn nhiều so với trước đó. Thay vào đó chúng ta thoát lệnh, đúng không? Chúng ta thoát lệnh và chúng ta đứng ngoài thị trường. Chúng ta đứng ngoài để cho đường cong vốn nó đi ngang thay vì nó sụt giảm. Thì khi nó tăng trở lại nó sẽ tăng dễ hơn rất là nhiều so với sau một đợt sụt giảm. Đấy, thì họ cũng đã sử dụng lặp lại cái mô hình của cái hệ thống này và áp dụng trên chỉ số S&P 500 đến thời điểm hiện tại luôn.
Thì Hoài thấy cái kết quả nó cũng rất là khả quan. Cái đường màu xanh lá cây ở phía trên chính là áp dụng theo hệ thống, và cái đường màu xanh dương ở phía dưới chính là việc chúng ta mua vào và nắm giữ chỉ số SP500. Chúng ta thấy cái đường của hệ thống nó cao hơn rất là nhiều so với cái đường buy and hold. Chúng ta đạt được cái lợi suất là 10.134.627% kể từ lịch sử cho đến thời điểm hiện tại, với cái mức lỗ tối đa nó chỉ là 36.64% mà thôi. Đấy. Mặc dù cái win rate của chúng ta không có cao, chỉ có 29%, nhưng cái lợi thế đến từ cái việc là tỷ lệ RRR của chúng ta rất là cao, rất là cao. Do đó chúng ta mới đạt được một cái lợi suất cao như thế này, trong khi giữ mức max drawdown chỉ là 36% mà thôi. Anh chị có thể nhận cái code cho cái hệ thống này bằng cách là anh chị bấm vào cái link này, họ để trong slide. Slide họ để đâu? Slide họ để phần mô tả comment đầu tiên. Tham gia vào kênh Telegram anh chị có thể download được ha. Ok. Và mình cùng thử xem những cái trade gần đây trên chỉ số SP500 của hệ thống này nó như thế nào. Chúng ta thấy là với chỉ số US500 hoặc đang mở trên SNS Terminal, thì gần đây chúng ta có một cái tín hiệu vào ngày 2 tháng 11 năm 2023, và đến thời điểm hiện tại thì cái tín hiệu này nó vẫn chưa đóng cửa anh chị ha, chưa kết thúc, bởi vì giá nó vẫn còn nằm bên trên đường EMA 200 ngày. Đấy, kể từ lúc có cái tín hiệu này là cái chỉ số SP500 nó đã tăng tới 29% rồi. Hơn 29% luôn. Rất đơn giản, từ một cái tín hiệu đơn giản và nó khởi đầu một cái xu hướng tăng rất là mạnh. Dĩ nhiên khi mà thị trường nó rơi vào trạng thái đi ngang hoặc nó lình xình thì những cái tín hiệu của chúng ta nó sẽ bị sai. Đơn cử như là một lần đóng cửa bên trên đường EMA 200 ngày nè, chỗ này. Thì sau đó giá ngay lập tức sau đó giá đóng cửa bên dưới trở lại và nó khiến chúng ta phải thoát lệnh. Nhưng cái điều hay ở đây, cái hay ở đây là chúng ta chỉ cần theo đuổi cái hệ thống một cách nghiêm ngặt thôi. Thì chỉ cần giá đóng cửa bên trên lại đường 200 ngày một lần nữa thì chúng ta lại thực hiện giao dịch mua, thì chúng ta sẽ bắt được cái con sóng tăng sớm muộn thôi anh chị ha. Bởi vì chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán Mỹ là cái thị trường mà nó sẽ tăng trưởng dài hạn trong thời gian, qua thời gian. Đấy, bắt buộc là đến thời điểm nào đó bắt buộc là thị trường nó phải lình xình, nó đi ngang qua lại thôi. Nhưng trong giai đoạn này chúng ta bắt buộc phải chúng ta phải cắt lỗ khi mà giá đóng cửa bên dưới đường 200 ngày và chúng ta chờ đợi một cái con sóng mới được hình thành. Thì bản chất của trading là như vậy. Bản chất của trading đó là chúng ta phải chấp nhận nằm gai nếm mật, mình phải chấp nhận chịu thua những gì thua nhỏ để mình có thể bắt được một cái con sóng lớn đó. Và chỉ cần mình bắt được một con sóng lớn thôi thì tất cả những cái lệnh thua nhỏ của mình sẽ được bù lại hết và còn dư ra lợi nhuận rất là nhiều đó. Đó là lý do mà một cái hệ thống giao dịch nó chỉ có cái win rate của chừng 30% như là cái hệ thống này thôi mà nó cũng đạt được 100% lợi nhuận qua thời gian. Chúng ta cùng quay trở lại với kết quả backtest. Thì trong cái nghiên cứu của Matt Faber thì họ có đề xuất một thay đổi nhỏ, đó là để mà đạt được cái lợi nhuận ổn định hơn và trong khi giữ cái sụt giảm nó thấp hơn, đó là mua chỉ số SP500 khi nến tháng đóng cửa bên trên đường EMA 10 tháng và thoát lệnh khi nến tháng đóng cửa dưới đường EMA 10 tháng. Đấy, thì chúng ta cùng biểu thị hai cái biểu đồ đường cong vốn của hai cái hệ thống giao dịch, một cái là 200 ngày, một cái là 10 tháng lên trên cùng một biểu đồ. Thì chúng ta thấy cái hệ thống giao dịch là EMA 200 ngày nó có cái đường cong vốn cao hơn một chút xíu, nhưng mà vào đến cuối cùng thì hai cái hệ thống này nó cũng đi đến cùng một cái điểm kết thúc đó. Nó cho thấy là cái hệ thống EMA 200 ngày đạt được lợi suất cao hơn trong phần lớn thời gian, nhưng do sụt giảm của nó, cái drawdown của nó cũng cao, cho nên là về cuối cùng thì nó cũng đạt cùng cái kết quả so với đường EMA 10 tháng. Như vậy đường EMA 10 tháng nó sẽ đạt được cái lợi suất ổn định hơn, một đường cong vốn ổn định hơn, nhẹ nhàng hơn, bền bỉ hơn, trong khi giữ sụt giảm vốn rất là thấp. Đấy, thì chúng ta cùng biểu thị cái đường cong vốn của hệ thống EMA 10 tháng so với chỉ số SP500. Thì chúng ta thấy cái EMA 10 tháng, hệ thống 10 tháng nó luôn cho đường cong vốn nằm cao hơn so với S&P 500, cho thấy là đây là một hệ thống giao dịch có thể đánh bại cái việc đầu tư dài hạn mua và nắm giữ. Đấy, và chúng ta cùng tính sang cái trục sụt giảm trung bình, đó là cái average drawdown của hệ thống giao dịch EMA 10 tháng so với SP500. Và chúng ta cùng so từ năm 1931 cho đến năm 1973 luôn, thì chúng ta thấy cái SP500 nó có cái trung bình sụt giảm là lên tới 27.89%, trong khi cái hệ thống giao dịch của chúng ta chỉ có sụt giảm trung bình là 2.2% thôi, rất là thấp. Và cái mục tiêu trong đầu tư nó tối thượng là như vậy anh chị. Mục tiêu trong đầu tư là mình phải giữ cho cái sụt giảm tài khoản của mình nó càng thấp càng tốt, trong khi vẫn giữ được cái lợi nhuận của mình vẫn như mức ban đầu. Mình không có cần phải đạt lợi nhuận quá cao, lợi nhuận có vừa phải thôi. Nhưng cái quan trọng ở đây đó là cái sụt giảm tài khoản của mình nó nhẹ nhàng, nó chậm, chậm nhẹ, và nó làm cho cái đường cong vốn nó mượt mà tăng trưởng một cách bền bỉ ổn định. Đó.
Thậm chí là người ta còn phát minh ra những cái chỉ số để mà đo lường được cái độ tăng trưởng tài khoản mượt mà và ổn định. À, so với ví dụ giữa hai cái đường cong vốn, một cái là tăng rất là dốc, xong cái giảm rất là dốc. Đó, tăng dốc và giảm dốc. Đấy. Và cùng một cái kết quả như thế này mà chúng ta có một cái đường cong vốn khác nhẹ nhàng hơn, tăng nhẹ nhàng hơn, giảm cũng nhẹ hơn. Đó, tăng nhẹ nhàng hơn và giảm cũng nhẹ hơn. Cả hai cùng đều đạt được cái kết quả như cuối cùng, hai đều bằng nhau. Nhưng chúng ta thấy cái đường cong vốn ở dưới nè là một cái đường cong rất là nhẹ nhàng và thoải và tăng trưởng một cách bền bỉ ổn định. Trong khi cái đường cong đầu tiên nó giống như là đi tàu lượn siêu tốc vậy đó. Đó, anh chị hình dung những đường cong vốn mà đi tàu lượn siêu tốc như thế này, nó rất là không ổn định, nó rất là không bền bỉ và thậm chí là tương lai nó có thể trở thành một cái đường cong vốn thua lỗ. Đó, cái mục tiêu tối thượng của chúng ta là phải đạt được cái sự bền bỉ và ổn định, nhẹ nhàng, mượt mà trong cái sự tăng trưởng vốn. Đây thì cái kết quả backtest Hoài cũng áp dụng lên trên Bitcoin, là chúng ta cũng đạt được một cái đường cong vốn rất là mượt mà, ổn định, và hiện tại cái kết quả nó vẫn đang cao hơn so với việc mua và nắm giữ. Hoài áp dụng trên cổ phiếu Nvidia là một cái cổ phiếu Mỹ rất là nổi tiếng, thì chúng ta cũng đạt được kết quả tương tự. Trong phần lớn thời gian, cái đường cong vốn của việc áp dụng hệ thống nó nằm cao hơn so với cái việc mua và nắm giữ, trong khi vẫn giữ được cái mức sụt giảm tài khoản rất là tối thiểu. Chúng ta cùng xem một vài cái trade gần đây của Bitcoin và Nvidia. Với Bitcoin, chúng ta thấy gần đây là chúng ta có một cái tín hiệu đóng lệnh, đúng không ạ? Có một tín hiệu đóng lệnh của một cái tín hiệu mua kể từ cái thời điểm là khoảng tháng 10 năm 2023, rất là lâu. Vậy thấy không ạ? Một cái tín hiệu mà nó kéo dài suốt gần cả năm trời, Và chúng ta mua cái tín hiệu này, chúng ta đạt được một cái lợi suất rất là tốt, lợi suất so với cái lúc mà đóng cửa nè là 99%, coi như là gấp đôi tài khoản, 100% là gấp đôi tài khoản mà chúng ta không cần dùng tới đòn bẩy luôn anh chị ha, chỉ cần mua và có bao nhiêu tiền mình mua bấy nhiêu thôi là mình cũng đã nhân đôi được số tiền của mình rồi. Dĩ nhiên là chúng ta phải có nhiều cái tín hiệu sai khi mà thị trường nó đi ngang này. Chúng ta thấy nó đi ngang lên sình quanh khu vực này là nó cứ cắt lên rồi nó cắt xuống, cắt lên rồi cắt xuống đường MA200, nhưng chúng ta bắt buộc chúng ta phải chấp nhận những cái khoản lỗ nhỏ này để mình bắt được một cái con sóng lớn sau đó. Đấy. Và anh chị thấy ha, trong lịch sử chỉ cần chúng ta bắt được một cái con sóng lớn thôi của Bitcoin thôi là chúng ta bù lại được gần như toàn bộ hết tất cả những cái giao dịch thua. Thì với Nvidia cũng vậy, cổ phiếu Nvidia chúng ta cũng có một cái tín hiệu mua rất là lâu rồi, từ tháng 1 năm 2023, hơn một năm rồi chị ha, một năm rưỡi đã trôi qua. Và kể từ cái tín hiệu mua này đến thời điểm hiện tại là giá nó đã tăng bao nhiêu rồi ạ? Đấy. Nó tăng 558%, thậm chí cái mức tăng nó còn kinh khủng hơn so với Bitcoin nữa. Chỉ như chúng ta phải đặt ra câu hỏi là làm sao chúng ta có thể biết được là cái cổ phiếu nào sẽ là một cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh như là Nvidia. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải thử qua nhiều cổ phiếu, đúng không ạ? Chúng ta phải trade nhiều cái cổ phiếu và cứ mỗi cổ phiếu chúng ta vào lệnh một cách ổn định và bền bỉ như thế này thì may mắn cuối cùng cũng sẽ đến với chúng ta. Chúng ta chỉ cần bắt được một vài cái lệnh thắng như thế này thôi anh chị là cái tài khoản của mình nó đã tăng trưởng rất là mạnh rồi. Thì anh chị có thể mở tài khoản Adnet theo link ở phần mô tả hoặc là comment đầu tiên để mà trade những cái tài sản này như là cổ phiếu Nvidia, là chỉ số S&P 500, hay là Bitcoin cũng như là vàng. Thì khi mà anh chị mở theo link của Hoài, anh chị sẽ được hoàn phí. Và chi tiết hoàn phí như thế nào thì anh chị có thể download cái slide và Hoài ghi rất là kỹ trong cái slide đó anh chị ha. Về Adnet thì chúng ta rất là tin tưởng rồi, bởi vì đây là một cái sàn dịch mà có thể nạp rút rất là nhanh, có thể thực thi lệnh nhanh với một cái mức phí tối thiểu, và cái lợi thế lớn nữa là chúng ta có thể trade rất là nhiều thị trường trên cùng một cái tài khoản. Trên đây là các video Hoài nói về một cái tín hiệu giao dịch rất là đơn giản. Đây cũng chính là cái tín hiệu giao dịch mà Portugal, một huyền thoại sử dụng tin cậy ha, đáng tin cậy vào những năm mà ông đạt được cái thời đỉnh cao trong cái sự nghiệp giao dịch của mình. Nếu anh chị thấy video này hay, để lại cho Hoài comment tôi quan tâm ha, một like cho cái video. Đừng quên tham gia vào kênh Telegram mà để link ở phần mô tả và comment đầu tiên. Download cái slide và những cái tài liệu miễn phí. Cảm ơn chị xem video của Nhật Hoài. Xin chào và hẹn gặp lại.